Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chạm hôi tanh mùi bùn. Các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên hoa sen được chọn làm quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen đẹp, một nét đẹp mộc mạc, thuần khiết mà giàu sức sống, giống như cốt cách và tâm hồn của người dân Việt Nam. Hoa sen thường có hai loại, hoa sen trắng và hoa sen hồng. Tuy nhiên, hoa sen hồng được biết đến nhiều hơn và được trồng rộng rãi hơn. Hoa sen thường nở vào mùa hè, cánh hoa có hình giọt nước, từng lớp cánh hoa xen kẽ, xếp sát nhau, tạo thành nụ hoa. Khi hoa nở, các cánh mở đào, tỏa rộng, để lộ phần nhụy hoa màu vàng bên trong. Mùi thơm và vẻ đẹp của hoa sen đã tạo nên sự khác biệt mà không phải loài hoa nào cũng có. Hương thơm dịu nhẹ, thanh mát của hoa sen như một vị thuốc khiến cho bất cứ ai cũng có thể tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hoa sen cứ thế đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam một cách tự nhiên. Và chúng ta hãy cùng gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp này đến với bạn bè năm châu các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.